Mình không làm việc xấu bởi vì không muốn tổn hại ai. Làm việc tốt vì lợi ích cho người khác. Nhưng tâm con chưa đạt được sự từ bi như vậy. Con không làm việc xấu vì sợ quả ác. Làm việc tốt vì thích quả thiện. Vậy cái sợ và cái muốn kia cũng là những biểu hiện của tham sân thôi đúng không sư? Mình không khắc phục thì sẽ có hậu quả trong việc tu tập đúng không ạ? Trong Tam Tạng Chỉ Nam ấy có một câu như thế này: có những cái bất thiện nên có. Cái bất thiện á, quý vị nên hiểu như thế này nè: akusala tức là không có khéo. Ví dụ như thiện nghệ là khéo tay nghề, thiện xạ là khéo bắn cung. Đấy, thiện ở đây có nghĩa là không có khéo chứ không phải là ác. Cho nên có những cái thì có những cái bất thiện nên có những cái tham nên có những cái sân nên có. Lạ ha, nghe tiếp nè. Tham, có những cái tham nên có là như thế nào? Tôi ham thích bố thí, tôi ham thích giữ giới, tôi ham thích hành thiền, thì những cái tham đó là những cái tham nên có. Bởi vì nói theo tứ niệm xứ thì cái tham đó là cái tham không liên quan đến dục. Nhớ ha. Cái tham đó là cái tham không liên quan đến dục. Những cái tham đó là nên có. Có những cái sân nên có. Ví dụ như tôi ưu tư làm sao để tôi có thể giữ giới. Tôi ưu tư làm sao để tôi có thể bố thí một cách trọn vẹn. Tôi ưu tư làm sao để tôi hành thiền được ngon lành. Tôi ưu tư làm sao để tôi chứng đạt những cái gì tôi chưa chứng đạt. Thì đó là những cái sân nên có. Nhưng mà tại sao mình gọi nó là không có khéo, tức là akusala, mà vẫn là nên có? Tức là sao? Mình tu mà mình phải dùng đến cái không có khéo đó, đến cái tham, cái sân đó đó, thì nó chưa khéo. Nhưng mà vẫn là nên có. À, bởi vì cái tham, cái sân đó đó, nó không có dính dáng đến dục. À, hiểu pháp cho nó kỹ thì mình sẽ không có lo lắng những cái vấn đề tương tự như vậy.